Xin chào tất cả các bác nhé. Ngày hôm nay thì này em có một vài những đồ phụ kiện về cho bác. Các bác có thể thay thế với những đôi loa bãi của các bác nó bị hỏng côn, hỏng từ hoặc là rão từ, rão côn thì các bác có thể thay thế bằng những chiếc bát chất lượng như này các bác nhé. Thì đây là một trong những mẫu bát từ 190 và côn 76 các bác nhé. Bích thép cực kỳ to và nhìn rất là khôn và chi tiết. Mã sản phẩm là ID310190 các bác nhé. Rất là nặng. Rất là nặng, con này nặng phải tầm 8 cân các bác nhé. 8 cân một chiếc. Và nhện là nhện màu vàng. Đấy, nhện màu vàng. Côn hở này, các bác có thể nhìn thấy côn hở nhé. Đấy, con này là đánh cả ngày không nóng này. Coi 76. Đấy, màn gân xếp hai lớp. Các bác có thể nhìn thấy ở trên màn hình. Rất là đẹp. Con này để cho các bác là 900.000 một chiếc này các bác nhé. 900.000 một chiếc. Các bác có thể thay thế những cặp bát này các bác đang bị nằm sau đó và các bác không thích nữa. Con này tiếng của nó thì là ưu điểm của dòng gân xếp là tiếng đánh bay xa. Và từ thường thì là trống nó sẽ rất là lực các bác nhé. Từ thường trống lực bay xa. Đấy, và để vào trong những cái thân thùng ví dụ to như con KSE8120 này thì là cộng hưởng tiếng bát là cực kỳ ghê gớm các bác nhé. Còn để vào những đôi nào Lexo như kia thì là nó sẽ lời nó sẽ cực kỳ sáng. Mỗi cái dòng thùng ấy nó có một thế mạnh riêng thì làm sao mà phù hợp với nhu cầu của các bác thì các bác có thể liên hệ qua số hotline để em tư vấn thêm cho các bác nhé. Giá 900.000 một chiếc thôi. 900.000 một chiếc bát này quá rẻ đúng không các bác? Ok. Ok nhá. Cảm ơn tất cả các bác và hẹn gặp lại tất cả các bác ở trong clip lần sau. Các bác thợ alo chưa? Giá tốt, siêu siêu tốt.